Ok, chúng ta sẽ nghe The Last Finally. Bài này mới ra có 2 ngày trước mà view cao thế nhờ. Cho ai chưa biết, bài Finally 2 tôi được nghe trước cả nửa năm trời đấy. He he, ghen tị chưa? Anh em nghe nhạc âm lượng ok chứ, đúng không? Từ từ, tôi để bấm lại nghe từ đầu cho nó. Ê, cái beat này như hợp âm y chang cái beat bài Finally đúng không? Đúng không? Bài này dành cho mấy thằng bạn 14 tuổi hút cần và lang thang. Nếu ai tin và cũng chắc ai biết về những giấc mộng lớn mình đang mang. Tự hào là thằng da vàng máu đỏ xa xứ. Những đứa trẻ phải luôn trốn chạy quá khứ. Vì ở nơi đó cần sự tha thứ. Nhưng nếu mày cần điều đó thì tìm cha xứ. Bởi vì tương lai nó vẫn còn quá xa. Ta sẽ không bắt kịp tới cứ ngồi than khóc. Hiện tại là cả quá trình nó đang học để làm thằng con trai của cả nhà. Bố trẻ trở thành bố xa. Con báo ba bố trẻ trở thành bố già. Căng căng căng. Nhỏ trở thành cáo xa. Vẫn nhớ rằng là đã từng báo nhỏ trở thành cáo già. Có một thằng nào đó từng mạnh miệng và bảo là số của anh là số đen. Có lẽ cả đời này anh không thành gã giàu có như như năm. Cái thằng đó là anh với anh Bảo. Anh là anh Bảo của ngày xưa đúng không? Mà cái gì có thể là anh là số con là số đen, anh không mãi mãi anh không phải là ngã là gã giàu có. Nếu trước mặt anh là hố đen thì nắm tay nhau chúng ta cùng ngã vào nó đúng không? Quá, em ngày xưa cũng nghe nhạc anh mà anh bảo anh lừa ai? Anh lừa. Trở về con phố quê thế nhưng bao hàng cây xanh có ai đã đào nó. Chỉ biết dặn con tim mình cố lên. Chỉ cần mắt em thấy anh đừng lo ngã nào khó. Đằng sau chúng ta là hố thấy chưa? Sao cứ nắm tay anh ta cùng ngã vào nó. Nhìn xem đồng tiền này nó đã I know it, I know it bro. Má khiến mày quá đáng nghi chẳng thể trả lại khi mày còn là một kẻ mà khi mọi lời hứa mà mày thốt ra thì là tứ mã nan truy. Và mày uống nhiều hơn, mày hút thuốc nhiều hơn và mơ tưởng về thời gian lúc trước nhiều hơn. Mày thích ảo giác hơn là thực tại và đang tính về hơn thua được mất nhiều hơn. Đừng bỏ hẹn không còn là lần đầu như thành thức lạc mà không chịu hỏi đường. Sao mày có thể bước chân lên sân khấu khi còn chẳng có sức kéo bản thân ra khỏi giường. So what the fuck has happened? Mày muốn về nhà, mày nắm được cơ hội còn chọn buông và thả. Thằng đầu tiên có mặt và thằng cuối cùng ra về. Chịu chấp nhận những tiếng cười hả hê. Nà homie, kéo bản thân dậy và phải ép đôi chân chạy. Vì chẳng ai làm điều đó giỏi được không bản thân mày. Những cái tên chưa mưa bão, hàng ngàn người ủng hộ vẫn đang đứng chờ dõi theo bước chân mày từng ngày. Mua rose sợ anh ngay vào mỗi tối. Mua những bài học không học nổi. Là dù có đổ cả dòng sông đi xem hay mày vẫn không thể nào rửa sạch được hết một tội lỗi. Look at me now, sick of me now. Smile of an angel, tears of a clown. Thế căng lưng này ngay về thì đừng hòng ra một thằng nào làm thằng này. Mày cũng như thằng này hàng ngày. So chán ghét hay là phán xét. Mày cứ chọn một và phải nhớ. Kẻ mày ghét đang đứng ở trong gương. Và thằng Bảo này chỉ là cái cớ. Điệt mẹ hay vậy luôn. Kẻ mày ghét đang đứng ở trong gương. Thằng Bảo chỉ là cái cớ, đúng. Nhiều khi á, không có tự nghĩ là những thằng mà ghét nhau ở trên mạng á, thực ra là cuộc sống của nó đang quá thiếu tình yêu thương không mọi người. Và những người khác, tôi hay là những người khác mà bọn nó chửi á, thì chỉ là một cái cớ thôi. À, quái vật phải luôn. Ê, nhưng mà cái đoạn mà không thành gã giàu có ông nào liên tưởng được ngay không? Đủ má tôi là tôi liên tưởng liền luôn á. Má tại vì cái cặp vần đó ngày xưa nó ấn tượng quá mà. Ấn tượng vãi đái luôn mà. Quá cái hình ảnh B-Ray ngồi trước cái ghế sofa ngày xưa mẹ thời còn là anh B-Ray Việt Kiều. Nhưng mà về cái đoạn về sau thì hình như nói về cái giai đoạn mà anh B-Ray về Việt Nam mà đúng không? Lúc mà như là mọi thứ nó bắt đầu kiểu nó ập đến á. Và những khó khăn nó ập đến nó cũng mẹ mọi thứ nó cũng khó khăn hơn. Nghĩa là tôi nghĩ là ai cũng có lúc bị cuốn đi thôi. Bài này ha. Hai bài trong cái mixtape, đúng là hai bài cuối cùng của mixtape. Hay nha. Hay vẽ liền.